Ê, Mỹ Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào bạn. Nay hai anh em lấy lưới mình ra sông mình thả bạn ơi. Mình đây lưới của mình đây 100 mét lưới. Để hai anh em thả coi nó có dính gì không. Linh đang buộc chai đang thả bạn ơi. Lưới mình lưới ba màng nha các bạn. Kiếm cá ăn. Dịch này không bây giờ đóng cửa hết trơn rồi mình không có mua gì được hết, đồ ăn được hết. Nên hai anh em đi kiếm cá kiếm mắm gì để dành mình dự trữ nặng mình ăn cho qua dịch. Linh đang thả nha mọi rồi để hai anh em đi thả đi rồi để mình bơi cho Linh thả các bạn ơi. Hai anh em thả thì chút nữa mình cuốn rồi mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Giờ ngừa, gió quá rồi. Mình về cho Linh thả. Các bạn ơi, hai anh em thả hết 100 mét lưới rồi nha các bạn. Giờ mình đi vô trong đó mình thục 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 nó cho nó chạy ra có con gì không. Ngược nắng tối quá. Đây hai anh em cuốn các bạn ơi. Sặc hả? Con cá sặc. Con cá sặc. Ồ, cá sặc bự bự không á lên. Ở cái chục lại vô đi lấy cái trời chuyển mưa tối hù. Thôi sặc bự bự không ta. Giòn à? Kiếm đủ khô quẹt không được, cái sặc này về chiên ăn cũng ngon. Ô có dồ cũng bự lên dồ em cái dồ chết luôn hay gì kiểu dính sao lít con cái sặc nó vậy. Lấy à bốn cái sặc còn cái dồ. Chết luôn hả? Mau chết rồi đó. Nước sâu quá hay sao? Nãy giờ mình để cũng nửa tiếng vậy. Bự không? Còn cái dầu nữa các bạn ơi. Nhỏ dồ mini sặc con kiến. Cái sặc này nhưng mà nấu có mẻ ngon lên. Sặc nấu mẻ ngon cái bắp chuối chuối cây là mình được buổi chiều rồi.
máy bay đó ăn được đó Linh. Bự bự. Bây giờ được mớ rồi các bạn, cũng nhiêu đó là anh em cũng muốn đủ ăn rồi. Mới ăn mẻ đầu để mình làm dài mẻ các bạn ơi. Ăn cái sặc luôn. Sặc bự bự không? Ồ, chiên con nữa rồi luôn. Hôm nay cá sặc ăn ngon à, cá sặc này im à. Máy bay nữa. Hai con bài thằng cá chắc lóc kiến gì vậy lên này bẩm bẩm giống lóc kiến mình. Đâu trong kinh hả? Để gì nó dễ chui, để theo lớp rồi. Ừ rồi xuống đi, ốp nó vô cái một bình ốp 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 vô gần hết lưới rồi các bạn ơi. Để cuốn hết lưới xong hai anh em chạy đi qua kinh bên kia mình làm thêm vài mẻ nữa coi. Nhiêu đây cũng chưa đủ ăn. Mười mấy con cá sặc, hai con cá dồ, con bự con nhỏ. Rồi hết rồi các bạn ơi. Giờ hai anh em về. Về chạy lại cái kinh kia gì mình dân, kinh này ít cá quá. Anh em qua kinh bên đây các bạn ơi. Kinh này có hy vọng có gì không? Để mình bê cho Linh thả các bạn ơi. Chờ chút mình cuốn mình quay cho các bạn xem tiếp nữa nha. Anh em thả hết lưới rồi. Giờ mình ngâm nó một tí đi lên, ngâm cỡ nửa tiếng đi mình lên cuốn. Rồi hai anh em cuốn các bạn ơi. Cuốn mẻ này nữa coi không có gì cho anh em về quá chiều 5 giờ. Ồ cá sặc. Con cá sặc. Chúa không? Cá dồ. Kiếm con cá dồ nữa lên. Con này bự ghê.
sặc này muối chiên ăn cơm cũng ngon. Bây giờ cay không bạn ơi? Đây, được con cái sặc luôn, phần nửa lứa rồi, hên hên với con cái dồ lên, bà cậu cho con cái dồ. Dính con cá sặc nữa. Sắp hết lưới rồi các bạn ơi, còn có khoảng 20 mét nữa hết rồi. Được nãy giờ được 3 con cá sặc à. Đột chạy quá cho non luôn, nhóc luôn. Đột chạy nó canh ăn, nhóc ra đột chạy luôn. Dạ. Cũng về tới luôn. Dính chú cá lau kiến gỡ biết lâu. Hết rồi các bạn ơi. Kiếm thêm con cá dồ héo rồi lên. Có con nào 3 con cá sặc à? Trời, mẻ này dính 3 cái sặc. Hình hình này, cuối cùng đây, con cá dồ đây. Có. Đó, con lục bình à. Có con lục bình. Trái gì? Trái giác. Trái giác này các bạn, trái giác này cá kho lạc, kho trái giác, hoặc là trái giác này mình để nấu canh chua cũng ngon. Đây, cá chốt hả? Cuối cùng vớt được con cá chốt các bạn, lù lù luôn à. Đi quá trời trái giác luôn. Thôi còn cái chốt nữa, 2 con. Hai con này 2 vợ chồng à? Đã 2 con có trứng hết sao? Hai con cỡ luôn rồi, hết rồi. Rồi hai anh em về các bạn ơi. Dạ, con nữa hả? Ôi ơi, im vậy? Vậy là người dân theo lá chứ không có cái chốt mà lên. Vậy mai mình dân theo lá thử cái ta. Ngon ha. Con này nó bự. Chốt lựa không? Rồi, về. Rồi hai anh em về tới nhà các bạn ơi. Mấy mẻ lưới của hai anh em được có nhiều cá rồi các bạn ơi. À, giờ
Linh làm đang mình muối lại để dành ăn qua mấy ngày dịch nha các bạn. Bây giờ mình làm mình muối để đó để dành mình ăn. Rồi, giờ video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn luôn.